quay cái này á, hơi phức tạp một chút nhưng chị thấy nó thú vị. Rồi, nào Su cầm chị thả nhá. Rồi. 1 2 3. Em ơi, xem bạn Su cố lên Su ơi. Được một chú rồi. Hai chú cố lên xem có còn hết không. Rất là ba khó lắm em ạ. Nhanh cực kỳ luôn. Wow, 4 chú cố lên, cố lên. Nhanh nhanh nhanh. Thở nhanh lắm. Miệng các chú đóng vào rất là nhanh luôn. Wow, 4 chú, có 1 chú nữa thôi, cố lên Su. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có mới một bộ đồ chơi mới đấy. Úm và là đây rồi. Mình không thể nào mà biến ra được. Đợt trước cả hai chị em mình á, mới đi mua một bộ đồ chơi công cả tí hon đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ khám phá thử trong này có mấy chú cá hoặc là có cái gì để câu nhá. Đúng rồi. Các em ơi, các em chờ từ từ nhé. Bạn Su của chúng ta đang rút dần ra đấy. Wow, nó có cái gì nhỉ? Có một chú cá lớn đúng không? Ồ, có phải một chú cá nhỏ nữa nhỉ? Đúng rồi, một túi chú cá nhỏ và một chú cá lớn đây này các em này. Một chú cá một lớn. Cái cần câu nhỏ xíu. Đâu, để từ từ chị xem nào. À, đúng rồi, một chiếc cần câu rất nhỏ. Cái này có thể mở ra, nhắc vào được. Đây. Đúng rồi, các em ơi, các em nhìn này, bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi câu cá tí hon nên là con cá của chúng ta rất là nhỏ đúng không? Vâng. Để tí luôn, chỉ bằng cái lòng bàn tay của bạn Su thôi nhỉ? Đúng không? Đấy, vừa bằng cái bàn tay của bạn Su luôn. Nhưng mà bàn tay của em to hơn. À, to hơn à? Thế Su ơi, Su, bây giờ Su bóc vào các bạn cá nhỏ ra đi. Bây giờ con chúng ta có bao nhiêu con cá nhé? Thử nhé. Em ơi, ở trong chú cá lớn này sẽ có 6 cái ô nhỏ để cho 6 bạn cá con vào trong đấy. Và chúng ta sẽ cùng nhau câu cá nhé. Mấy con đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, 6 con. Có 6 con à. Bây giờ bạn Su của chúng ta sẽ thả từng con một vào trong chiếc con, vào trong con cá lớn nhé. Đấy, 2 con, Su đếm đi. 2 con rồi. Đúng rồi. Con 4 con nè. Đấy, rất xinh đúng không? Như chú cá đang đói đấy. 5 con nè. Và cuối cùng là 6 con. Đúng rồi, các em ơi, mà bộ đồ chơi này rất thú vị nhá. Chú cá này sẽ không giống như chú cá câu cá khác đâu. Sẽ chạy bằng pin, nhưng chú cá câu cá này của bọn chị sẽ là bằng cót đấy. Su ơi, Su thử bằng cót cho các bạn xem nào. Và đây, hay là mình câu cá thử luôn đi. Đúng rồi, mình sẽ các bạn cót hết cỡ luôn. Đúng rồi, bạn Su của chúng ta sẽ phải vặn cót hết cỡ luôn các em ạ. Chưa hết cỡ đâu chị. Nhưng mà em không vặn được. Để chị giữ cho, chị giữ cho. Đấy, em vặn đi. Vặn mạnh ạ. Đúng rồi. Khi nào nó kịch kịch thôi. Được chưa? Hết sức chưa? Hết sức rồi. Rồi, bây giờ chị thả ra, Su chuẩn bị câu nhá. Su câu từng một con một đơn cho các bạn xem nhá. À, con đâu mình được một con cá đỏ. À, Su Su từ từ thôi, Su Su nhanh quá. Đây. Đúng rồi, một con cá màu gì? Màu xanh lá cây. Đúng rồi, tiếp nào, cố lên. À, một con cá màu cam, Su Su cho các bạn xem. Wow, vậy là sau một lần câu á, bạn Su của chúng ta chỉ câu được có 4 con thôi đúng không? Bởi vì nó quay rất là nhanh luôn đúng không? Một lần nữa nhá. Đúng rồi, em vặn tiếp. Chị che đi. Đúng rồi, để chị sẽ giữ cho bạn Su sẽ vặn cót tiếp nhé. Cái trò chơi này á sẽ là hơi phức tạp một chút bởi vì chúng ta sẽ phải vặn cót ấy. Nhưng mà cũng hay đúng không Su? Vâng. Được rồi, xong chưa? Cầm đi rồi chị thả. 1, 2, 3. À, đây các em nhìn này. Cái chú cá đớp rất át luôn. Đấy, các em thấy không? Cái chú cá này đớp. À, bạn Su của chúng ta quay sắp hết rồi bạn chưa? À, được một con nữa rồi. Cố lên, còn một chú nữa. Rồi. Vậy là bạn Su của chúng ta đã câu được hết tất cả 6 con cá rồi. Su ơi, em cảm giác câu cái bộ đồ chơi này thế nào? Rất là nhanh các bạn ạ. Nhanh lắm đúng không? Không thể làm mà làm được. À, bây giờ chúng ta câu lại thử một lần nữa đi. Vâng. Em cho hết tất cả các bạn vào trong nào. Chờ tí em ngậm hết tất cả các bạn vào đấy. Không, tí nó quay thì cái miệng của các bạn nó cũng sẽ tự mở ra đi em. Chắc là mấy bạn em đoái rồi. Đúng rồi, em cho hết vào đi. Đúng rồi. Em sẽ cho phô mai vào nhé. Cho phô mai. Cho họ thả vào đi. Em cho được, cho được. Xong rồi cho chị câu thử một lần nhé. Vâng. Chị câu trước đi. Ừ. Bây giờ chị cũng sẽ câu thử một lần xem có khó như bạn Su nói không nhá. Bởi vì chị thấy cũng khó phết đấy các em. Nó nhanh nhỉ Su nhỉ? Vâng. Để chị giữ, để chị giữ nhá. Chị giữ không nó chạy. Được rồi, chị câu đi. Xong Su giữ cho chị. Đấy, rồi chị bỏ đây nè. Để chị còn lấy cần câu chứ. Nào, rồi bắt đầu. 1, 2, 3. À, các em ơi, chị cũng đã câu được một chú cá màu cam này. Chị xem chị còn câu được con nữa không? Đâu rồi, đâu rồi. À, à, à.
Rắn chặt quá, rắn chặt quá. Ô, không được, không được em ơi, không được như thế, mình phải để cho tự nó đấy. Thế em ơi, chỉ để câu được một chú cá màu vàng thôi này, em này. Được hai con. Đấy, những chú cá rất là dễ thương và đáng yêu luôn. Nào, bây giờ chị sẽ thả vào đây để cho bạn vừa su của chúng ta câu thử lại nhé. Cái môi nhanh lắm ấy, phải công nhận như bạn su nói luôn. Cái này cóp của nó rất ngắn nên chúng ta chỉ đụng một lúc thôi. Đây chị vặn cho em giữ đi, chị vặn cho. Chị thử vặn xem nó có được nhiều cóp hơn không nhé. Nhiều cóp lên cho bạn su quay được lâu hơn. Quay cái này à, hơi phức tạp một chút nhưng chị thấy nó thú vị. Rồi, nào su cầm chị thả nhé. Rồi. 1 2 3. Em ơi, xem bạn su cố lên su ơi. Được một chú rồi. Hai chú cố lên xem có câu được hết không. Rất là ba khó lắm em ạ. Nhanh cực kỳ luôn. Wow, 4 chú cố lên, cố lên. Nhanh em đi. Thở nhanh lắm. Miệng các chú đóng vào rất là nhanh luôn. Wow, 4 chú có 1 chú nữa thôi. Cố lên su ơi. Wow, cố lên, cố lên, cố lên. Còn gì nó nhỏ mà. Wow. Lần này sau khi mà chị bạn có cho bạn lấy được lâu hơn đúng không? Thì bạn su của chúng ta sau một lần bạn có bạn lấy đã câu được mấy con thì su nhỏ? 6 con một lúc. Cháu có một lúc luôn đúng không? Hai chú. Hai chú. Đúng rồi, thế là được 6 con. Su thấy thế nào? Rất là nhanh. Sau một hồi chị vặn cót cho em á, nó còn được lâu ấy. Bởi vì là chị khỏe hơn nên là chị vặn cho em được lâu hơn đúng không? Đúng rồi, bởi vì là em hơi bị yếu. Đúng rồi, đấy chú cá của chúng ta đấy, các em ơi, các em nhìn này đấy. Bạn su của chúng ta đang cho chú cá vào đấy. Chú cá màu xanh này các bạn sẽ không nhận ra, mình cho chú cá màu vàng cho lỗi nhé. Đúng rồi. Đấy các em ơi, đây này. Các em nhìn con cá rất là nhỏ, chỉ bằng một ngón tay cái của bạn su thôi. Và chiếc cần cũng rất nhỏ xinh luôn. Nhưng mà ngón tay cái của em to hơn. Vẫn to hơn cả, đấy các em thấy không? Bộ đồ chơi tí hon này chơi rất là thú vị. Bạn su bảo là chơi rất là thích. Mà chị cũng đã câu thử rồi, nó hơi nhanh nhưng mà rất là vui các em ạ. Chị nghĩ rằng một bộ đồ chơi như thế này chơi để giải trí thì cũng khá là tốt đúng không su? Đúng rồi. Các em ơi, các em hãy mua một đồ chơi câu cá lên về chơi cùng nhé. Thích lắm ấy, chơi một mình cũng được và chơi hai người cũng được. Một bạn sẽ vặn cót và một bạn sẽ câu. Và lượt sau thì sẽ đến một bạn vặn cót và một bạn câu đúng không? Đúng rồi. Xem trong một lượt bạn nào sẽ câu được hết cả 6 con hay không nhỉ? Đúng rồi. Như chị ấy, một lần vặn ấy chỉ chơi được có 2 con đúng không? Ừ. Đúng rồi, thôi su ơi, su chào tất cả các bạn đi em. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem bộ mình sắp vào cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy mua những con kém tí hon này nhỉ. Các bạn hãy mua bộ đồ chơi này, những con cá nhỏ và một cái cần câu và một con đang ngậm trong miệng. Đúng rồi. Và một chiếc bình nho nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy like share cho mình nếu các bạn thấy hay nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Các bạn hãy đăng ký kênh của Sushi Kids nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các em. Xin chào các bạn. Hôm nay á, mình đã đi siêu thị mình mua được đồ chơi mới này. Đâu, Su ơi, Su giữ nguyên để chị cho các bạn xem nào. Các em ơi, đây là một đồ chơi mới đấy. Đây là đồ chơi gì hả Su? Đồ chơi cá lớn nuốt cá bé. À đúng rồi, em đưa cho các bạn nhìn. Các em ơi, ở đây là có một chú cá này. Một chú cá này, xong rồi chú có một cái lưới này để mình vớt đúng không? Còn đây là những chú cá bé. Nhưng mà chơi như nào nhỉ? Để chị xem đằng sau nào. À các em ơi, trò chơi này rất là thú vị nha các em nhìn này. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị một chiếc chậu nước và cho các bạn cá nhỏ vào trong chậu nước đúng không? Sau đấy mình sẽ dùng cái vợt này, mình sẽ đưa các bạn cá nhỏ vào trong miệng của chú cá đúng không em? À đây đúng rồi, đây này các em này. Đây là hướng dẫn, đây là đồ chơi của Nhật các em ạ. Nên là rất là hay đấy. Được rồi, chị với bạn Su sẽ cùng nhau thử nhá. Thôi bây giờ em bóc cho các bạn xem đi. À các em ơi, chị đang hồi hộp lắm, chị chưa bao giờ chơi trò này. Về các bạn. Wow, Su thẳng lên cho các bạn xem nào. Em để ngang ra, em để ngang cho các bạn nhìn thấy. Để ngang ra, đây. Em phải để như này cho các bạn nhìn thấy. Bỏ tay ra chị, đây, em cầm như này. Đấy, các em ơi, đây là hình chú cá này. Và chú có chiếc miệng. Đấy, chúng ta sẽ đưa cá, những chú cá nhỏ vào đây đúng không? Không phải đưa vào miệng này đúng không? À, vậy là bây giờ chị sẽ phải chuẩn bị cho em một chậu nước đúng không? Em ơi, em tháo các chú cá nhỏ ra chị xem nào. Em tháo ra nhé. Ờ, em tháo những chú cá nhỏ ra xem nào. Đâu, chị xem nào. Các em ơi, ở đây chúng mình có 4 chú cá nhỏ. Và có 4 màu sắc rất là đẹp. Su ơi, Su. Su thử đọc màu xem nào. Yellow. Đâu, chị xem nào. Em ơi, em bóc từng con màu ra xong em dơ lên cho các bạn xem nào. Vâng ạ, em bóc hẳn ra nhé. Ừ, em bóc hẳn ra đi. Yellow. À, Su ơi, Su từ từ cho các bạn xem nào. Dơ lại cho các bạn. Yellow. Từ từ nào em. Đấy, đúng rồi. Các em ơi, một chú cá rất xinh luôn.
orange. Nào em quay ra đây các bạn cá lại. Ồ, đúng rồi. Green. Yeah, đúng rồi. Blue. Đúng rồi, vậy con cá to màu gì hả em? Pink. Đúng rồi, em phải giơ cho các bạn xem chứ. Đúng rồi. Wow, chiếc miệng của bạn ấy rất là rộng đúng không? Bạn ấy sẽ nuốt hết những chú cá nhỏ này của chúng ta đúng không em? Vâng. Rồi, bây giờ chị sẽ chuẩn bị một chậu nước nhá. Ơ, chị chuẩn bị cho em rồi à? Ờ, chị chuẩn bị cho em một chậu nước rồi, đợi chị nhá. Vân ơi, mình sẽ cho mấy cái chú cá nhỏ này vào trong nhá. Đúng rồi các em ơi, chị đã chuẩn bị cho bạn Su một chiếc chậu rất là nhỏ, xinh xắn rồi. Bây giờ bạn Su của chúng ta sẽ thả những chú cá vào đây nhé. Sau đấy bạn ấy sẽ dùng con cá lớn, sẽ đi nuốt những chú cá bé nhá. Wow, ôi những chú cá thật là màu sắc đúng không? Dạ. Su em thấy trò này có hay không ấy? Chị đang hồi hộp lắm. Rồi bây giờ em sẽ lấy chú cá to của em đi. À, một chú cá đã vào rồi. Su ơi Su, khéo tay nhá, không rơi xuống đấy. Nào, xem có vào được không? Em nhìn này, đúng rồi, ôi bạn Su đã có một chú cá bên trong rồi đấy, rất là thú vị đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ hớt tiếp vào các bạn khác nào, cẩn thận không rơi bạn ở trong miệng ra nhá. Rồi lại được một chú nữa, bạn Su của chúng ta rất là khéo đúng không em? Hai con, bạn Su của chúng ta đã được hai con rồi đấy các em. Thêm một con nữa xem nào, lần này, à bạn Su đã bị trượt rồi đấy, bạn Su đã bị trượt rồi, rồi cho vào đi nào. Wow, chú cá của chúng ta lại tiếp tục được rơi vào chiếc miệng to đùng của mình rồi, và đây là con cuối cùng đấy các em. Các em xem nhá, xem mà liệu bạn Su của chúng ta có hớt được không. Wow, chú cá thứ tư rồi đấy, cố lên bạn Su. Có bị rơi chú cá nào ra ngoài. Wow, vậy là cuối cùng bạn Su của chúng ta đã hớt được cả 4 chú cá rồi đấy. Không biết là trò này chị có chơi được không nhỉ. Em thấy bụng của chú cá đấy no chưa? No rồi đấy. Ở trong đấy có mấy con nhỉ? 4 con. Đúng rồi, bạn ấy ăn một lúc được 4 con cá to luôn. Nước nhỏ như này ấy, mà cá cũng còn bơi được. Đấy. Thôi em đừng cho bạn đi vào, bạn ấy ướt em ơi, bỏ ra đi. Rồi bây giờ em nhả các bạn cá con ra xem nào. Rồi các em ơi, bây còn giờ chị con nữa căn bụng. Chị sẽ chơi thử xem nó như thế nào nhá. Đủ 4 con rồi mà em. Đủ 4 con. Su ơi, đưa chị mượn nào, để chị thử xem cái trò này xem có khó không nhá. Su bỏ tay ra đi em. Rồi chị sẽ thử này các em này. Ôi khó phết đấy các em. Đấy. Ê. Chúng ta sẽ phải rất khéo léo các em. Wow, chị cũng chơi được rồi đấy. Ôi chết rồi. Cái bạn này không cẩn thận bạn ấy sẽ ra ngoài. À chị hiểu rồi, mình sẽ phải ngậm miệng bạn kia lại đúng không em? Đấy, xong rồi chị để bạn này vào đây, xong bắt đầu chị bật cửa há miệng bạn ấy ra và chị cho bạn ấy trôi vào. Vậy là chú cá đã bị trôi vào rồi đúng không? Su ơi của em đây, em thấy trò này thế nào? Rất là vui các bạn ạ. Bây giờ mình hớt tiếp hai con này nha. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ không phải đi câu cá nữa mà chúng ta sẽ hớt cá đúng không? Và những chú cá to sẽ có nhiệm vụ nuốt hết những chú cá bé. Thích không? Đấy, cái miệng của bạn ấy rộng nên bạn ấy nuốt được hết rồi. Trò này thích nhỉ Su nhỉ? Vâng. Cho rơi vào nào. Một chú cá đã ra ngoài. Em thấy chưa? Không khéo là mình vẫn làm rơi ra ngoài ngay. Đúng không? Đấy chưa? Xem bạn Su của chúng ta có khéo tiếp không nhỉ? Rồi. Phải là tất cả các chú cá đã rơi vào rồi. Bây giờ chúng mình mang cá đi thả thôi. Su ơi, bây giờ xin chào tất cả các bạn đi, rồi chúng mình cùng ra chơi tiếp nhé. Xin chào các bạn, chắc rằng sẽ là cho mình nhé. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Các bạn hãy mua cá về và chơi với mình nhé. Đấy, bạn Su của chúng ta bây giờ chỉ mải chơi cá thôi các em ạ. Bản thân chị còn thích cơ. Những chú cá này rất là đáng yêu các em ạ. Đây các bạn ơi. Đấy, các chú cá đấy, bạn Su của chúng ta đang nghịch đấy. Hẹn gặp lại các em trong video sau nhé. Các em mua trò chơi này về chơi thử nhé. Chị đảm bảo là sẽ rất thích ấy. Nước này.